Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ỷ Thiên TV trong phần chơi Minecraft Adventure The Golden Chalice of Kuras. Trong tập trước thì chúng ta đã đi một vòng làm hết những nhiệm vụ ở Unborn City và chúng ta chỉ còn mỗi cái nhà mà kêu chúng ta phải cải thiện cái reputation lên á thì chúng ta chưa có làm hết được. Bởi vì mỗi thành phố nó có cái hệ thống danh tiếng khác nhau, chúng ta sẽ phải làm hết tất cả những nhiệm vụ ở đây trước, rồi chúng ta mới coi thử coi giờ thành phố nào chưa match hay là chưa đạt được cấp độ tối đa của cái danh tiếng á, chúng ta mới phải làm nhiệm vụ ở đó. Ở đây là Alaton City và chúng ta còn hai nhiệm vụ chưa hoàn thành xong. Một cái là ở ngay trước mặt cái ngôi nhà trọ đó, bên trong đó họ kêu chúng ta đi tìm những cái thành phần của những cái món ăn. Và chúng ta đã có được cái Rockford Cheese rồi, cái Albarena gì đó, Almas Caviar cũng đã có, và chúng ta có luôn cả Kobe rồi, thịt bò Kobe. Nhưng mà chúng ta lại chưa có Chocopolo Ghee, Chopo và Matsutake Mushroom. Thì hai cái món đó ở đâu? Ngày hôm nay chúng ta sẽ phải đi tìm. Và mình để ý là chúng ta vẫn còn một căn nhà nữa ở ngoài rìa của Alaton City. Cũng không rìa xa lắm đâu, nó cũng nằm ở phía bên kia thôi. Bây giờ để dễ dàng nhất thì chúng ta cứ việc đi xuyên qua đây. Nhưng mà trước khi chúng ta đi tiếp á, mình muốn kiểm tra xem ở nơi này có một cái chỗ chuyên bán đồ nhập khẩu thì không biết có những cái món mà chúng ta đang tìm hay không. Đây là Bun and Bap nè, ta vào coi thử. Đây là bánh mì phải không? Đây là bánh thường đúng không? Rubnovian, sugar, chocolate. Rồi, và như vậy là nó không có bán hai cái thứ còn lại. Nghĩa là chúng ta sẽ phải đi tìm trong một thành phố nào đó. Và nếu không có trong thành phố nào thì đó là có thể là hàng gọi là nhập lậu, nên chúng ta cần phải đi tìm sau đó, cái đó thì chưa biết. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cần phải xác định xem căn nhà chúng ta cần tìm nằm ở đâu. Còn bây giờ chúng ta đã tìm được một ngôi nhà cuối cùng ở Alaton City, đấy là số 24. Và hãy vào trống. Sao trống trơn vậy? Có vẻ như cô này mới dọn vô đây, ta hay nói chuyện với cổ. Rồi, chào anh, tôi không thấy anh ở nơi này, phải không? Dừng cái điều gì đó đem anh tới Alaton City ở đây. Bây giờ chúng ta... tôi thấy là cô vẫn chưa hoàn thành cái việc trang trí ngôi nhà đúng không? Hoặc là tôi chỉ đi vòng vòng xem thôi. Bây giờ tôi sẽ có việc phải đi. Và chúng ta sẽ hỏi cổ, hình như cô vẫn chưa hoàn thành xong trang trí căn nhà đúng không? Rồi, cảm ơn anh, nhưng mà tôi lo rằng là tôi không nghĩ là nó sẽ hoàn thành đâu. Bởi vì những người thợ xây mà tôi thuê á, thì cũng đã nhận tiền và ngừng xây dựng. Chúng tôi đã thuê những cái người thợ từ Highland Grove City và đã trả cho Đâm, trả cho họ chứ, tự nhiên trả cho Đâm là sao? Trả cho họ cái khoản tiền thứ hai luôn để hoàn thành ngôi nhà này. Nhưng mà kể từ khi họ nhận tiền thì họ cũng chẳng thấy đâu luôn. Có nghĩa họ đã bỏ trốn chẳng hạn. Và dường như là họ đã nhận tiền và đó là lần cuối cùng mà chúng tôi thấy họ luôn. Anh có nghĩ là tôi có thể đi đến đó và tìm hiểu tại sao chuyện gì đã xảy ra hay không? Bây giờ chúng ta nghĩ là nếu mà cô đưa cho tôi cái tên và địa chỉ thì tôi sẽ tìm giùm cho cô luôn. Company, cái công ty tên là Tankard Builder và họ đặt trụ sở tại Highland Grove City. Và cảm ơn anh rất là nhiều đã giúp tôi. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải lên đường đi qua Highland Grove City. Highland Grove City là ở đây. Và City thì nó sẽ nằm ở dưới lòng đất. Nơi này nó mưa ghê gớm lắm. Bây giờ chúng ta sẽ bước lên đây để lấy lại cái phần checkpoint. Và các bạn còn nhớ, chúng ta còn chỗ này nữa hả? Riverland, ta nên lấy luôn đi ha. Đây là Hattie Bennett, nói chuyện với bà này một cái. Anh chắc là người lãng khách mà đang đi tìm cái gì? Đang đi tìm cái chén thánh đúng không? Hay cái gì đó? Và điều gì đã mang anh tới ngôi làng của chúng tôi? Bây giờ chúng ta hãy coi, tôi chỉ đi ngang qua nơi này và tự hỏi rằng có việc gì cho tôi làm hay không. Tôi đang cần kiếm tiền. Và tại sao bà nghe về tôi đang đi tìm cái chén thánh? Và tôi chỉ đi ngang qua đây mà thôi. Bây giờ tạm biệt. Và chúng ta sẽ hỏi bà làm sao bà biết. Khi mà một người lạ đến Kuras và bắt đầu nói về một cái thành viên của gia đình hoàng tộc của Rubnovia, thì nó sẽ không mất quá nhiều thời gian để cho cái tin tức đó lan ra. Ghê thật, và chúng ta cũng nổi tiếng lắm nha. Và đừng hy vọng có được nhiều sự trợ giúp hoặc là cái sự thông cảm ở nơi đây. Bởi vì chúng ta vẫn chưa thể nào mà có thể tha thứ được cho Rubnovia vì cái việc đã xảy ra cách đây 100 năm. Nếu bạn nào muốn biết cái việc đó là gì thì có thể xem lại những tập trước.
Bây giờ điều gì đã xảy ra trong 100 năm thì chúng ta biết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi tiếp, có việc gì cho tôi làm hay không để kiếm tiền? Rồi, và ta vừa nhận ra rằng là có việc cho anh có thể làm ta đây. Ta cần một vài trái bơm, trái táo. Và khi ta làm cái bánh táo cho chồng của ta, nếu mà anh có thể lấy cho ta một vài trái hay kiếm cho ta một vài trái thì ta sẽ trả cho anh. Có một cái nông trại ở River Pond Crossing, nơi đó bán Rayburn Apple. Đó là một cái địa danh ở Kuras. Vì vậy ta chắc là anh sẽ phải tới đó rồi. Nếu anh kiếm cho ta được 4 trái bơm đó thì nó sẽ đủ để cho ta làm được cái bánh táo đó. Bây giờ anh ta lấy bơm làm bánh táo nha. Vì thế nếu anh tới được đó thì ta sẽ trả cho anh. Anh có muốn giúp ta hoàn thành cái bánh đó hay không? Được rồi, và tôi sẽ đi lấy cho bà. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều và chúc anh đi may mắn. Bây giờ chúng ta cần sẽ phải đi coi thử coi còn nhà nào nữa. Chúng ta đi ngang qua mà không để ý, ngay bên trên luôn. Mình sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ. Đây là Highland Grove Trading Post. Và kiểm tra xem shopkeeper bán cái gì ở trong. Bên này là xong rồi đúng không? Ta coi thử coi mấy anh chàng này giống nhau hết đúng không? Và có vẻ như mấy anh chàng này giống nhau hết. Rồi, và mình sẽ nói chuyện với ông shopkeeper một cái. Dường như anh đã đi rất là nhiều nơi rồi đúng không? Tôi cần một thứ từ người thợ rèn ở Belize. Anh sẽ giúp tôi chứ, đổi lại tôi sẽ trả tiền cho anh. Chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn. Rồi, và tôi sẽ rất vui giúp ông. Và nó sẽ tôi, ông sẽ trả cho tôi bao nhiêu? Rồi, chúng ta sẽ có, chúng ta sẽ... Rồi, và cái gì ông cần tôi lấy? Tôi quá bận rộn để làm cái chuyện đó. Thì tôi rất sẵn sàng để giúp ông. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Người thợ rèn được... thợ rèn đó được đặt tại... gần kế bên cái hội những nhà thám hiểm mà anh có thể tìm thấy rất là dễ ở phía đông của Belize. Đưa cái hộp này cho cái ông thợ rèn đó và nói rằng tôi đã gửi nó. Ok, và nếu anh quay trở lại đây sau khi đã gửi nó đi thì tôi sẽ có một cái phần thưởng dành cho anh, bởi vì đã chuyển nó rất là nhanh. Ông đưa chúng ta một cái hộp cũng khá là nặng, đó là cái seal box. Như vậy chúng ta sẽ cần phải đi qua Belize. Ok. Rồi, ở ngoài đây còn nhiệm vụ gì không? Vẫn còn một căn, không phải một căn. Đó là nhiệm vụ của ông Hermit. Một cái ông mà ẩn sĩ á. Ông chui trong cái hốc bà tó ông ở. Nên chúng ta sẽ lại đẳng luôn. Đây là lối vào của tòa tháp đó. Chúng ta hãy vô trong đây. Và có ông này đang ngồi chờ Hermit nói chuyện với ông. Rồi, thật là hiếm khi thấy có người tới đây gặp ta. Và người cuối cùng chắc cũng phải cách đây 2-3 năm rồi. Bây giờ tôi chỉ đi vòng vòng xem xung quanh đây thôi. Không có gì đâu, tôi sẽ rời khỏi đây để trả tự do cho ông với lại cái sự cô đơn hiu quạnh của ông. Ông thích được ở một mình. Bây giờ chúng ta hãy coi thử coi, nếu mà anh tới đây để trộm cái kho tài của ta, mà anh đừng có quên, nó là của ta nha. Ta đã dành rất là nhiều năm để tìm nó, thì anh có thể quên nó đi. Và bởi vì nếu anh nghĩ rằng anh có thể cướp nó đi từ tay ta hay là trộm nó đi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bây giờ tôi không tới đây để ăn cắp hay làm cái gì cả. Tôi chỉ đi xem một vòng thôi. Chỉ vậy thôi. Có kho tài à? Ông bị điên à ông già? Ta đi đi. Chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn. Mình nghĩ là chúng ta sẽ nói chuyện lịch sự. Rồi. Và cái điều đó cũng là cái người cuối cùng đến đây đã nói. Hắn ta cũng đã nói rằng hắn ta không có đuổi theo hay là không có nhom mom mem hay là thèm muốn cái gia tài đó. Nhưng mà ta tìm thấy hắn đang đi tìm vòng vòng ở trong khu rừng. Ta đi theo hắn và có con creeper xuất hiện. Mình đang đọc rất là vui. Cái này giống như là một câu chuyện vậy đó. Bây giờ đâu rồi? Ta đã đi theo hắn và anh biết không? Ta tìm thấy hắn đang đào ở trong cái khu rừng đó. Và ta xuất hiện ngay trước mặt hắn. Và hắn thừa nhận rằng hắn đang đuổi theo hay hắn đang thèm muốn cái kho tài đó. Và ta không có bất kỳ sự lựa chọn nào là phải tiễn hắn về miền cực lạc, bởi vì ngăn chặn hắn không cho hắn đi trộm kho tài đó nữa. Rồi, được rồi. Có thật sự là anh tới đây là không vì kho tài đó không? Rồi, ông đã mất bao lâu để tìm cái kho tài đó? Cái gia tài, cái kho tàng đó.
Tự nhiên nói hồi cái kết hợp hai từ lại luôn. Rồi vậy ông nói cho tôi biết chỗ của cái kho tàng đó đi ông già. Rồi kho tàng à, ông có bị điên không? Bây giờ chúng ta sẽ hỏi tiếp. Đã mất bao lâu rồi? Ta đã bỏ ra tới 17 năm để đi tìm cái kho tàng này rồi. Ta cũng đã mất luôn gia đình, mất nhà cửa, mất mọi thứ mà ta có, mọi thứ đều đã mất đi mà ta vẫn chưa thể nào tìm được nó. Ta từng là một người thủy thủ và trong lúc đi viếng thăm những cái vùng đất lạ thì ta đã bắt gặp được một cái bản đồ kho báu trong một cái chest, ấy lộn, trong một cái rương và trong ở trong một cái phòng bí mật của trong nơi xào huyệt của tụi ăn cướp. Rồi và sau khi rời hải quân, ông này thủy thủ của hải quân chứ không phải là hải tặc, và ta đã bắt đầu tìm kiếm nó từ đó và ta cũng đã ở đây kể từ khi đó. Và bản đồ không phải là thứ tốt nhất trên thế giới này, nhưng mà nó cũng đã chỉ rất là rõ là cái bản đồ đó nó cũng không phải là cái bản đồ tốt nhất, bởi vì bản đồ là thường sẽ chỉ cái địa điểm ta cần tới, đúng không? Và nó cũng chỉ rất là rõ cái kho tàng đó đã được chôn giấu ở trong khu rừng gần cái phế tích này, nhưng mà không có chỉ cái điểm chính xác. Ông ta đưa cho chúng ta cái bản đồ và chúng ta nhìn thì nó chỉ là một cái hình thôi của Highland Grove Ruins, là cái phế tích Highland Grove này được bao bọc bởi những cái cây và có một vài dòng chữ viết ở phía bên dưới đó là kho tàng có thể tìm thấy ở bên dưới những cái cây, ở trong những cái cây chứ. Giờ đã tới lúc ta cần phải thừa nhận rằng là ta sẽ không thể nào tìm được cái kho tàng này. Bởi vậy ta quyết định là sẽ có một cái giao kèo với anh. Nếu anh giúp ta tìm nó thì ta sẽ chia nó cho anh. Anh có muốn không? Bây giờ tôi rất là muốn giúp ông để tìm cái kho tàng đó. Rồi và điều gì sẽ ngăn chặn tôi nếu mà tôi tìm được nó và giữ nó, đúng không? Tôi rất là muốn giúp nhưng mà tôi quá là bận bịu, cho nên chúc ông may mắn trong việc tìm kiếm. Bây giờ chúng ta sẽ giúp ổng để đi tìm cái kho tàng đó. Rồi thật là tuyệt vời và cảm ơn anh đã đồng ý với cái chuyện này để đi tìm cái kho tàng. Và bây giờ tất cả những gì tao biết là nằm đâu đó ở bên dưới cái khu, ở trong cái khu rừng kế bên cái phế tích này, và cái kho tàng đó có chứa một cái rương bị khóa và ta có chìa khóa cho nó. Nếu anh tìm được cái rương đó với kho tàng, ai biết có hay không, lỡ cái rương không sao, đúng không? Và đem nó về đây cho ta á, thì ta sẽ mở nó ra và chúng ta có thể chia sẻ kho tàng đó. Bây giờ ông chào tạm biệt, bây giờ chúng ta chào tạm biệt ông ấy và đi vào khu rừng để đi tìm. Rồi khoan, chờ một chút. Hãy cầm lấy cái xẻng làm giường này, là cái giỏ nhỏ giống như đồ múc đá mà để bạn múc đất vậy đó. Thì ta sẽ cho phép anh đào nó khi anh tìm được cái kho báu. Bây giờ ông ta đưa chúng ta cái xẻng đó và chúng ta quay trở ông ấy quay trở lại cái chuyện ông đang làm và chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây. Chúng ta không biết chính xác vị trí của nơi đó, đúng không? Đây là Basic Salvo. Mình nghĩ là chúng ta có một cái sự liên kết ở nơi đây, nếu bạn nào còn nhớ. Có bạn nào còn nhớ cái sự liên kết không? Ở Belize có một bà nói là chồng bà cũng làm thủy thủ và đã chết hay sao đó, và bà bán một cái bản đồ kho báu cho chúng ta. À dạ 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 dạ. Và mình lại không mua. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ phải đi mua cái bản đồ kho báu đó. Ok. Tuyệt vời đúng không? Như vậy chúng ta đã tìm được sự liên kết. Và chúng ta sẽ cần phải đi ghé thăm cái chỗ ở đây là gì, Highland Grove City, một thành phố nằm ở trong lòng đất, để mình hoàn thành cái nhiệm vụ ở bên Alaton City một cái. Đây là lối vào của thành phố dưới lòng đất. Bấm một cái, mở cửa. Vô đây. Và mình sẽ cần phải ngó qua những chỗ bán đồ và sao không có ai bán hết vậy. Ở đây chỉ mở cửa vào mỗi thứ tư và thứ bảy, từ 12 giờ tới 14 giờ. Không lẽ chúng ta sẽ cần phải đứng đây chờ? Mình không biết là nơi này bán cái món gì. Có thể nó bán thịt bò, ấy không phải, bán cái gì đó, cây nấm, matsutake gì thì sao? Biết đâu được. Và cái quan trọng là chúng ta có nhiệm vụ ở nơi đây. Hình như là hai hay ba cái gì đó, bên kia có một cái nè. Một cái đó, một cái ở đây, một cái ở đằng kia, ngay chỗ đó đó đó. Và ấy, có một cái ngay đó nữa, là bốn cái và trên kia năm cái. Ok. Nhưng mà ưu tiên bây giờ sẽ là nơi đặt trụ sở của cái đám mà thợ xây nhận tiền rồi bỏ chạy. Chúng ta sẽ phải đi tìm những cái nơi đó trước.
Cũng thật là hên. Cái chỗ đó ngay đây luôn nè, ngay chỗ nhiệm vụ luôn. Mình đi ngang qua mình ngó thì mình thấy. Và tại sao trong này trống trơn? Rồi, và nhiệm vụ chúng ta sẽ cần phải đi tìm một cái lever hay là một cái nút để bấm. Bấm để mở cửa. Rồi. Và nó sẽ nằm ở đâu? Nơi nào là nơi chúng ta không để ý nhất thì sẽ có một cái lever ở đó. Và có ông Samuel thằng Kurt ở trên nói chuyện với ông. Rồi, chào anh, chào anh, chào anh. Chào mừng đã tới với hội xây dựng tăng kết. Và điều gì đã đem anh tới đây? Anh có muốn thuê chúng tôi làm việc cho anh hay không? Và tôi đang rất là quan tâm về cái vấn đề cái công việc của ông đối với bà Rayburn. Rồi, và không, tôi không nghĩ tôi cần anh làm việc gì đâu. Và tôi không không cần. Bye bye. Bây giờ chúng ta đang rất là quan tâm về cái việc đó. Tôi không biết điều gì anh đang nói nữa, nhưng mà nó không phải là cái chuyện của anh. Cút xéo đi. Bây giờ chúng ta sẽ có mấy sự lựa chọn. Đầu tiên là đe dọa. Đừng có nói chuyện như vậy. Một là anh trả tiền cho bả. Hai là anh phải nói chuyện với tôi. Rồi, và Silverton là chúng ta dùng ba tấc lưỡi để nói chuyện. Và tôi chắc là ông không muốn dây dưa vào những cái chuyện lùm xùm đúng không? Từ cái Rotary Club. Vì thế, tốt nhất là ông nên đưa lại tiền đi. Chúng ta cái này cũng khác gì đe dọa đâu. Này còn là tống tiền nữa đúng hơn á. Rồi, nói hay lắm. Được thôi, tạm biệt. Cái này là quá dễ dãi rồi. Như vậy, chúng ta nên nói câu này. Anh nói cũng đúng. Nhưng mà chúng tôi chỉ mới tham gia vào cái Rotary Club. Anh nói cũng hay lắm. Nhưng mà chúng tôi chỉ mới tham gia vào Rotary Club thôi. Nên tôi không nghĩ là cái tin tức này sẽ tới tai họ đâu. Rồi, và nhưng mà tôi nghĩ thì tốt nhất là tôi nên trả lại cho bà ta đầy đủ tất cả số tiền mà tôi lấy. Anh hãy cho bà ta biết rằng là tôi sẽ trả lại cái số tiền đó vào tài khoản ở On Bond City và vào sáng sớm ngày mai. Bây giờ chúng ta nói với ông ấy đã có một quyết định sáng suốt rồi đó. Chúng ta sẽ quay về Alaton City. Mà tại sao ông lại đi gửi ở On Bond City? Và chúng ta còn một nhiệm vụ gì nữa ở nơi đây? Ta vô kiểm tra nhà ông này coi. Có một cái dấu nhiệm vụ ở phía trên. Và có thể là mình sẽ phải hoàn thành cái nhiệm vụ ở Alaton City trước, sau đó rồi mới quay trở lại đây để hoàn thành nhiệm vụ ở đó. Đúng không? Có dấu vàng là có nhiệm vụ. Bây giờ chúng ta hãy ghé qua những cái nhà khác để lấy nhiệm vụ trước khi chúng ta quay trở về Alaton City nào. Thì ở nơi đây là nhà của người nào? Hãy coi thử. Đây là số 5 Lily Pathway. Đây là cô Nickel York. Ấy. Cô Nelly York. Gì Nickel bó tay. Ông nói chuyện coi. Anh có phải là cái người lãng khách mà tất cả mọi người đang nói ở cái lò giết mổ? Không phải, ở ngay cái phòng giải phẫu này, nơi cái bệnh viện giải phẫu á, chứ không phải lò giết mổ. Và có lẽ anh có thể giúp được tôi một thứ. Điều gì cô cần tôi giúp? Và chúng ta anh hãy bây giờ tất cả những người này toàn là có chồng hết rồi, nên chúng ta sẽ gọi là bà. Rồi, đó là sinh nhật của chồng tôi vào tuần tới. Và ông ấy sẽ bước vào tuổi 50. Và tôi muốn có một cái thứ gì đó đặc biệt dành cho ổng. Nhưng mà cái vấn đề nhất là cái mà tôi muốn á, thì tôi lại không thể tìm nó ở trong những cái cửa hàng. Ông ta thích làm những cái mô hình. Và tôi biết rằng ông ta rất là thích những cái mô hình của Slave Fallen Museum. Nghĩa là cái viện bảo tàng Slave Fallen đó có bán. Vì ông chồng tôi đã từng tới thăm cái viện bảo tàng đó. Và khi ông ấy còn nhỏ thì ông ta luôn nói về cái sở thích đó. Được rồi, và như vậy thì chúng ta sẽ giúp đi tìm cái mô hình đó. Thì cái viện bảo tàng đó ở đâu? Viện bảo Và tôi nếu tôi không lầm thì tôi nghĩ anh là cái người mà đã cứu giúp Grabnovia khỏi cái con rồng đó đúng không? Và chắc chắn là anh sẽ biết về cái viện bảo tàng Slave Fallen Museum. Slave Fallen Museum, viện bảo tàng Slave Fallen được đặt tại Grabnovia và tại Slave Estate. Và ở phía bên ngoài, nó là nằm ở ngoài của Red Roof Town. Và nó được sáng lập bởi Balin Slade
Và cũng là cái viện bảo tàng lớn nhất bên ngoài Faran. Rồi và tôi biết bây giờ anh đã biết chuyện cần phải làm và anh cũng đã biết cái cần phải biết về cái viện bảo tàng đó. Vì thế anh có thể để ý để có thể kiếm được những cái mô hình đó trên cái chuyến đi của anh. Ok, như vậy tôi sẽ chi kiếm những cái mô hình đó cho bà. Rồi, thật là tuyệt vời. Bây giờ nó thường sẽ tốn 10 cái Kurat nước dịch. Nhưng mà tôi sẽ trả gấp đôi số đó nếu anh kiếm được một cái mới. Ok, bây giờ chúng ta hãy ra khỏi đây. Ta còn 4 căn nhà nữa, 3 căn nhà nữa cần phải kiểm tra nhiệm vụ. Có một cái ở trên kia hồi nãy chúng ta thấy. Chắc là đi từ bên dưới này lên luôn đi ha. Mình thấy là chúng ta cũng đã nhận khá nhiều nhiệm vụ rồi, cho nên mình quyết định là sẽ đi hoàn thành bớt một số và nói chuyện với bà này coi. Rồi, thật vui khi gặp lại anh một lần nữa, nhưng mà tôi sẽ cần phải đi tới gặp luật sư của tôi để giải quyết cái vấn đề pháp lý, bởi vì cái đám cao bồi đó, cái đám cao bồi xây dựng. Rồi, chúng ta giải thích là chúng ông ta họ đã xin lỗi về cái hành động của họ và sẽ trả lại tiền cho bà vào trong cái tài khoản ở Onbon City. Rồi, thật là tuyệt vời, một cái tin tức rất là. Một cái tin tức không thể nào tốt hơn. Và bây giờ tôi có thể có tiền để đi kêu một nhóm thợ xây khác để hoàn thành ngôi nhà này rồi. Tôi nghĩ là Bob the Builder, là ông thợ xây Bob á, từ Bellny sẽ làm công việc đó. Tôi không có nhiều thì nhưng mà tôi có thể đưa cái này như là cái lòng biết ơn của tôi dành cho anh. Anh có thể tìm được cái giá trị sử dụng từ nó đó. Nó là một cái la bàn. Chúng ta có thể không cần la bàn cũng được. Bây giờ chúng ta cảm ơn bà ấy. Ông bà ấy cảm ơn chúng ta chứ. À, và chúng ta cảm ơn bà ấy vì cái la bàn và lên đường. Mình sẽ cần phải đi qua Belize, vì thế mình sẽ cần quay lại Onbon City và đi xe ngựa qua Belize một phát. Chúng ta đang ở Belize và ông Blacksmith ở đâu? Thợ rèn đâu? Thợ rèn theo mình nhớ ở đây chúng ta cũng đã tới một lần rồi, nhưng mà chúng ta không ở lâu. Chúng ta sẽ đi về hướng này thì phải. Rồi, không phải, có con Creeper nó ốp vô mặt kìa. Chạy ra chút xíu. Ao 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 ao. Manh động quá. Và chúng ta tới được cái chỗ của Bellny's Blacksmith. Và ông ngoài đây nói chuyện thử coi. Rồi, em tôi quá bận, anh muốn gì nói chuyện với ông người học việc của tôi ở trong kìa. Chúng ta vào nói chuyện với người ở bên trong này và coi thử. Chúng ta không hề thấy có nhiệm vụ ở đây ta. Siêu bot Bellny's Blacksmith bỏ vào trong này không có. Rồi, vậy là chúng ta sẽ phải vào đâu mà nói chuyện? Bên trong này chăng? Bên trong này là nhà của người đó. Chúng ta đã đi quá lố rồi. Chúng ta leo lên trên nhà ổng luôn. Và trên này không có gì rồi. Rồi, sao kỳ vậy? Chúng ta tới được Belize mà. Đây là Splatmid. Khoan, khoan, ta cần phải coi lại. Bởi vì có Adventurer Guild. Ồ, mình đã bỏ qua chi tiết đó. Đó, thấy chưa? Nghĩa là chúng ta sẽ cần phải quay lại phía đầu đó, chạy ngược lên một chút. Ở đây là Blacksmith, chính xác. Chỗ này mới đúng nè. Nói chuyện với người học việc và bỏ cái siêu bot này vào, được không? Cũng không phải. Kỳ vậy, nói chuyện với ông Blacksmith coi. Rồi, tôi quá bận để nói chuyện với anh. Anh đi nói chuyện với người học việc của tôi đi. Hoặc là tới đây sau. Sao kỳ vậy? Chúng ta vào trong này thử coi. Chúng ta không hề thấy có gì nữa. Chúng ta chỉ cần đi lại gần ổng thôi. Đây rồi, cái dòng chữ màu hồng nè, màu hồng màu tím gì đó. Giờ chúng ta thông báo cho ổng là chúng ta có một cái món hàng được chuyển từ cái người chủ của cái cửa hàng tại Highland Grove. Thì ông Blacksmith đã nhận cái món đó. Rồi, và thật là tuyệt vời, tôi đã chờ nó rất là lâu rồi. Bây giờ anh tôi phải lấy được, bây giờ anh đưa nó cho tôi đi. Chúng ta đưa nó cho ông Blacksmith một cái hộp được có dấu phong ấn hay là được niêm phong lại. Tốt quá, bây giờ tôi có thể bắt đầu tiếp tục với cái đơn hàng này bởi vì nó đã quá hạn thanh toán cũng khá lâu. Và nếu anh không có việc gì nữa thì tôi sẽ là bắt đầu công việc của tôi đây. Chúng ta chào tạm biệt ông Blacksmith và chúng ta quay lại Highland Grove để nhận thưởng. Ok, chúng ta có Bob the Builder ở đây nè và ta hãy nói chuyện với ông ấy xử Sky. Ông ta sẽ nói cái gì? Bob the Builder. Đây là một cái mảnh đất rất là tốt. Nếu anh muốn, nếu anh sở hữu nó thì tôi có thể xây cho anh một cái nhà rất là đẹp. Anh có muốn tôi xây cho anh cái nhà hay không? Và tôi cũng muốn nói thử coi.
Tôi sẽ cảnh báo anh trước là chỉ có những người ở cái địa vị cao nhất thì có thể mua nổi cái đất ở đây thôi nha. Mà tôi nghĩ là anh có thể làm được, anh cũng đang ở địa vị cao như vậy đó. Rồi để cho tôi được phép có thể xây dựng ở trên cái mảnh đất này thì anh sẽ cần phải mua nó. Và tôi tin là ở Parker, đó là công ty môi giới chứng khoán Parker tại Albany City là người đang giải quyết cái vấn đề mua bán ở đây. Và khi anh đã mua nó thì hãy đem cái giấy tờ tới đây để chứng nhận thì tôi sẽ bắt đầu xây dựng cái nhà mới đó. Tôi chỉ cần có 10 cái khu rác ingot mà thôi. Ghê thật. Ghê thật. Chúng ta có nên xây nhà hay không? Cái đó thì chúng ta sẽ quyết định trong những tập kế. Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp nhé. Bye bye.